bình an. Xin mẹ giúp chúng con luôn mở lòng trước tiếng khóc than của những người thất vọng. Cho đến ngày tất cả chúng con cùng chung một niềm tin. Xin dạy chúng con biết suy ngẫm lời Chúa và thực thi những điều Chúa dạy, ngõ hầu dưới ánh sáng của đức tin soi dẫn, chúng con có thể cùng đi với mẹ trên. Maria, Ave Maria.
con lòng bạn đổ phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Maria.
lành làm cho chúng con được sống. Chúng ta cùng
nào luôn.